Mến chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Vui Là Khỏe. Tiếp theo chủ đề sát guru và sức khỏe, như video trước chúng tôi đã gửi đến các bạn một bài thiền theo hướng dẫn Isakia. Bài thiền vô cùng đơn giản nhưng lại vô cùng hữu hiệu, và hôm nay kênh Vui Là Khỏe lại hướng dẫn các bạn một bài thiền cũng rất đơn giản và rất hiệu quả. Đó là Nadisotji, thanh lọc cơ thể cho sự bình yên. Chào mừng bạn đến với buổi tập yoga vì hòa bình của chúng tôi. Theo nghĩa đen của nó, yoga có nghĩa là thanh lọc. Khi nói đến nó, chúng ta không nói đến 72.000 kinh mạch trong cơ thể con người. 72.000 kinh mạch đó là những nhánh phát ra từ 36.000 kinh mạch phát ra từ Ida. Nhẫn bịt lỗ mũi bên trái, sau đó hít vào bằng lỗ mũi bên phải và thở ra bằng cùng một lỗ mũi. Một lần nữa, đóng bên phải và mở bên trái, hít vào và thở ra. Tiếp tục theo cách này, tập trung vào hơi thở của bạn. Chú ý một số kỹ thuật khi tập để đạt hiệu quả cao. Một, ngồi thẳng bắt chéo chân. Hai, dùng tay phải để